bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
mời mấy bạn vào vị trí chuẩn bị. Kính thưa quý vị, chương trình sẽ được bắt đầu trong 5 phút nữa. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng di chuyển vào bên trong của không gian NESPAA tối hôm nay và chọn cho mình một chỗ ngồi thật sự là thoải mái nhất để chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu trong ít phút. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất trong không gian của NESPAA. Chúng tôi có một cái lời chia sẻ chân thành là quý vị đừng nên đứng ạ. Hãy chọn cho mình một chiếc ghế ngồi bởi vì chúng tôi còn nhiều cái ghế trống. Và chương trình đêm hôm nay là một đêm âm nhạc thực sự mà NESPAA gửi đến cho tất cả chúng ta. Vì vậy chương trình sẽ
kéo dài. Chính vì vậy tất cả quý vị, chúng ta hãy chọn cho mình một ghế ngồi thật là thoải mái bên cạnh những người thân thiết của mình để tận hưởng trọn vẹn chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, giai điệu tuyệt đẹp của ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi, một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đã mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và xin hãy trân trọng dành một tràng pháo tay cho nhạc sĩ trẻ Vũ Đặng Quốc Việt. Và một tràng pháo tay nữa xin hãy trân trọng dành cho ban nhạc DM. Và Quỳnh Thư xin được thay mặt Nest by AAA xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị đã đến với một không gian thật sự ấm cúng, sang trọng, lịch lãm của Nest by AAA trong buổi tối hôm nay. Xin được cảm ơn tình cảm quý báu của tất cả quý vị đã dành cho Nest. Và thưa quý vị, như thông điệp đằng sau lưng Quỳnh Thư đây, Nest, người hát tình ca. Và để hiểu rõ hơn tại sao chúng tôi lại chọn cái thông điệp này cho một sự kiện ấm cúng tối hôm nay, một sự kiện kỷ niệm 2 năm
ngày ra đời của NES. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với phần chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Huy, Giám đốc văn phòng NES PAA. Xin trân trọng kính mời anh. Xin cảm ơn chị Quỳnh Thư. Xin chào tất cả các quý vị quan khách đã đến với không gian ấm cúng sang trọng của văn phòng NES PAA trong một buổi tối rất là đặc biệt ngày hôm nay, mang tên là NES Người Hát Tình Ca. Nói về NES PAA thì thật ra đây là một cái mô hình văn phòng mở đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AA Việt Nam. Và chúng tôi muốn tạo một điểm đến với nhiều dịch vụ khác biệt và nhằm cho khách hàng của chúng ta có những cái trải nghiệm và những cái cảm nhận mới, mẻ, độc đáo về bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam. Và cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay là NES Người Hát Tình Ca. Tại sao chúng tôi lại chọn cái chủ đề này? Thật ra ngày hôm nay đây cũng là NES PAA Hồ Chí Minh chúng tôi vừa tròn 2 tuổi. Và với hơn gần 700 ngày qua thì thật sự mà nói là khi mà được làm ở trong văn phòng NES này từ ngày đầu thì tôi và tất cả các bạn đồng nghiệp cũng như là AA Việt Nam rất là hạnh phúc khi mà được chào đón với tất cả mọi người, những người thân của chúng tôi đến đây là những vị khách hàng đến với NES bởi vì chỉ để thưởng thức cái không gian này, hoặc là đến với NES để thưởng thức một cái ly cà phê ngon, hoặc là đến với NES cho những cái mối quan tâm về bảo hiểm. Và đặc biệt là trong cái những người bạn thân thiết của NES của chúng tôi thì có rất nhiều các anh chị đến với văn phòng NES này để chọn cho mình tổ chức những cái chương trình khá là đặc biệt. Ví dụ như là chị Quỳnh Thư ở đây đã từng tổ chức giới thiệu ra mắt sách Phố Đàn Bà. Ví dụ như là bạn Tăng Gia Hải Lam đã từng tổ chức một cái chương trình âm nhạc tại NES, hay là anh Trần Đình Dũng đã từng tổ chức những cái chương trình về giáo dục, về gia đình, hoặc là ngay cả chị Thu Hồng bên Infonet đã tổ chức rất là nhiều cái chương trình về kinh doanh, hay là ngay cả triển lãm tranh như các anh chị sẽ thấy ở nơi này. Và chính vì như vậy, NES đã là không gian của tất cả mọi người, là không gian để chia sẻ đầy những cái cảm xúc yêu thương và không gian của những lời tự tình từ trong tận trong sâu thẳm trái tim của chúng tôi và của quý vị. Và chính vì như thế, NES chính là người hát tình ca, những khúc tình trao gửi mang thông điệp với những tình yêu thương trong cuộc sống. Và đến tham dự ngày hôm nay thì chúng tôi có sự hiện diện của tất cả các anh chị là giám đốc cấp cao của AA, có sự hiện diện của tất cả các khách hàng thân thiết của NES, có sự hiện diện của các anh chị là đối tác của văn phòng NES PAA, và đồng thời cũng rất nhiều các anh chị phóng viên báo đài từ các báo đài đến để tham dự ngày hôm nay. Thì các anh chị là những người đồng hành của văn phòng NES PAA nói riêng và công ty bảo hiểm nhân thọ AA Việt Nam nói chung trong suốt thời gian qua. Và mục đích của chúng tôi tổ chức NES Người Hát Tình Ca ngày hôm nay để chúng tôi cảm ơn, để chúng tôi tri ân những tình cảm quý báu mà anh chị đã ủng hộ chúng tôi. Và bây giờ còn gì hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng những phút giây ngọt ngào của những khúc tình ca mà chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị Quỳnh Thư. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là dễ thương, rất là chân thành của anh Nguyễn Thanh Huy, giám đốc điều hành của NES PAA. Vâng, và thưa tất cả quý vị, một người mặc dù là trong lời giới thiệu của anh Thanh Huy có giới thiệu về các cái lãnh đạo cấp cao của AA Việt Nam, nhưng xin cho phép Quỳnh Thư được giới thiệu một người rất là đặc biệt, mới vừa đáp một chuyến công tác để trở về cái không gian của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu anh Lý Nhơn, Phó Tổng đốc Tài chính của AA Việt Nam. Yeah. Tại sao Quỳnh Thư lại giới thiệu người đàn ông này một cách rất là đặc biệt? Bởi vì ý tưởng của NES PAA là từ người đàn ông lịch lãm đó ra đó. Vâng, thưa quý vị, trong phần chia sẻ của anh Thanh Huy có nhắc về một tí Quỳnh Thư. Vâng, Thư là một trong những người bạn đã rất hân hạnh được đồng hành cùng với NES từ những ngày đầu NES ra đời và cho đến ngày hôm nay, để chứng kiến những bước trưởng thành của NES PAA trong suốt 2 năm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, dưới sự điều hành của anh Thanh Huy là giám đốc văn phòng NES PAA, hay là bằng những cái ý tưởng sáng tạo hết sức là táo bạo của chị Nguyễn Minh Thi, phụ trách marketing. Chị Thi đang đứng ở đâu ạ? Người phụ nữ đứng ở kia. Và cũng toàn thể bằng sự phối hợp của toàn bộ nhân sự của NES PAA, đến ngày hôm nay như quý vị cũng đã chứng kiến trong không gian này, NES trong hình dung của tất cả những người bạn thân thiết của NES, đó là một người bạn lịch lãm, chân thành, chia sẻ
và đầy yêu thương. Và ngày hôm nay, với một cái thông điệp là người hát tình ca, chúng tôi muốn mang đến cho tất cả quý vị một thông điệp là tình ca không chỉ là những khúc hát về tình yêu. Khi tất cả chúng ta có một niềm tin yêu, một khao khát vào cuộc sống và cuộc đời này và mong muốn được chia sẻ với tất cả những người thân yêu của chúng ta, thì chính những lời, những tâm sự của tất cả chúng ta đã là một khúc tình. Và ngày đêm hôm nay, Quỳnh Hư và tất cả những người thực hiện chương trình này rất mong muốn là chúng ta hãy tạm bỏ qua những lo lắng, những bận rộn trong công việc, những mối bận tâm trong cuộc sống của mình, để 2 tiếng đồng hồ buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về những khúc tình ngọt ngào nhất trong cuộc sống của mình, để chúng ta thêm tin yêu vào cuộc đời này, vào cuộc sống này, và thấy là cuộc sống của chúng ta đẹp đẽ biết bao nhiêu. Quý vị có đồng ý điều đó không ạ? Dạ. Và cũng với mong muốn đó, chúng tôi mang đến đây 2 người hát rất là đặc biệt, sẽ cùng gửi đến những thông điệp đầy yêu thương cho tất cả chúng ta trong không gian này. Và người hát đầu tiên xin được giới thiệu đến tất cả quý vị cũng là một người mà anh Nguyễn Thanh Huy đã nhắc đến, đó là người hát Tăng Gia Hải Lam. Mời em lên đây. Vâng ạ, cái cậu trẻ này khi mà chia sẻ với Quỳnh Hư luôn luôn nói là em không thích được giới thiệu là ca sĩ đâu, em chỉ muốn được giới thiệu là người hát. Lý do vì sao hỏi cậu trẻ của tôi? Dạ, không muốn được giới thiệu mình là ca sĩ tại vì Lam không phải là ca sĩ. Dạ, Lam học kinh tế ra rồi bây giờ vẫn đang đi làm kinh tế. Nhưng mà hát nó giống như là một cái để cho mình giúp mình phong phú tâm hồn hơn, mình không bị khô đi. Mà chút xíu nữa sẽ có một bài hát là không khóc vì những điều giả dối, chỉ khóc khi trái tim khô cằn. Và Lam không muốn khóc cho nên mới chọn hát. Và bởi vì như vậy cho nên là chỉ xin được làm một người hát thôi, chứ không dám được gọi là ca sĩ. Cảm ơn những chia sẻ của Tăng Gia Hải Lam. Và ngay bây giờ sân khấu này, không gian này thuộc về em và DM Bank. Một tràng pháo tay cho Tăng Gia Hải Lam và DM Bank. Dạ, Lam xin được kính chào các anh chị, các bạn đến với NES ngày hôm nay. Dạ, cho Lam xin gọi tắt là NES nha, NES by AAA, đọc hơi dài. Mà mình thương thì mình đặt nickname cho nhau, mình gọi NES đi. Dạ, tại cũng thương dữ lắm. DM Band được làm với NES một cái show năm 2016. Cũng tình cờ thôi. DM Band, các anh, các bạn ở đây thỉnh thoảng với nhau làm show cho khán giả của mình. Thì ban đầu dự định là làm ở một nơi khác, nhưng mà vì một số lý do thì cuối cùng được giới thiệu đến NES. Và khi đến với NES rồi thì lỡ yêu mất. Cho nên là hôm nay được rất vui được quay trở lại, được gặp. Thôi mình nói nhiều quá, thôi mình hát đi. Dạ. Cho em xin được gửi làm quen trước một bài hát quen. Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mặt buồn, lòng hoa bướm say, lối em đi về, trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy. Gọi nắng cho vai em gầy, loài hoa trắng bay, cho vai em gầy, đường xa áo bay. Áo em bây giờ mà xa neo mây, gọi tên cho nắng chết trên sông dài.
thôi xin ơn đời, trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau, dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Trên vai em gầy, đường xa áo bay. Nắng qua mặt buồn, lòng hoa bướm say. Áo em bây giờ mờ xa neo mây. Gọi tên cho nắng chết trên sông dài. Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau, dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi. Nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa neo mây. Gọi em cho nắng chết trên sông dài. Gọi em cho nắng chết trên sông dài. Ba nắng ta ta da ba ba nắng chi da ta đi da nắng ta ba ba ba. Biên vàng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa. Và yêu ngày nắng, bữa cơm, cánh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Yêu em chưa chán. Dạ, xin cảm ơn các anh chị, các bạn. Mọi người vừa mới nghe hai bài, một của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một của nhạc sĩ Đức Huy. Cũng giống như là thông điệp người hát tình ca thì dạ, yêu thì yêu tất cả mọi thứ, vậy nhiên là cũng yêu em nữa. Dạ, cảm ơn cô gái rất là nhiệt tình, gửi hôn gió đi và gửi lại rất nhiều nụ hôn gió. Dạ, dạ, hát được vỗ tay là mừng lắm, mà hát còn được yêu thương như thế này còn sướng hơn. Dạ, ooh, I love you. Thường á, Lam hát Lam hay kể chuyện lắm, mà hôm nay thời gian nó có hạn, cho nên là Lam cũng xin kể chuyện.
Ủa đâu mất tiêu rồi? Tờ giấy đâu rồi? Dạ. Trước khi Lan tới đây thì hồi nãy á, bài hát Hà Trắng thì nó có hơi hơi phá cách một chút xíu, hơi là lạ một chút xíu, nó hơi tưng tửng hơn và nó hơi hơi bay bổng hơn. Tại vì tình cờ Lam được đọc được một cái câu chuyện về bài hát Hà Trắng, mà lý do tại sao mà không phải Hà Vàng, Hà Xanh, Hà Đen mà lại là Hà Trắng. Và cho Lam xin được gửi một cái câu chuyện nhỏ nhỏ để mình có thể hiểu hơn. Một cái người kể chuyện qua lời bài hát như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dạ, cho xin 500 nhạc. Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một dàn hợp xướng, và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào, vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi, bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Năm đó tôi bệnh một trận sốt rất nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài như là bằng nhau. Tôi nằm đó sốt mê man không còn biết gì, và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng, và tôi chìm đắm vào một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Đến lúc tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến và cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia, giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức. Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương, nên tôi biết ngay người con gái đó là ai. Rồi sau đó thì tôi hết bệnh, nghe tin bố người bạn hấp hối, tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản. Hai ông bà đã lớn tuổi, thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước pha cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã rồi qua đời. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm, sau đó chôn cất và giấu ông cụ luôn. Tất nhiên khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về, ông ấy trầm ngâm hỏi, có phải mẹ các con đã chết rồi không? Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình, cơm không ăn, trà không uống, cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn. Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian, và sau đó kết hợp với giấc mơ hoa trắng mùa hạ, với mối tình già keo sơn này, như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau, để viết nên bài hát Hà Trắng. Dạ, thì dạ, thì qua đây thì mọi người, các anh chị các bạn mình cũng hiểu hơn là tại sao Hà lại là Hà Trắng mà không phải là Hà Vàng như mình vẫn nghĩ, và tại sao lại có hai cái câu nghe có vẻ trớt quớt lạc quẻ, áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau, bởi vì hai câu chuyện xuất hiện cùng một thời điểm và được gom lại chung một bài hát Hà Trắng. Cho nên là bài này thật ra là không có buồn, cho nên là mình sẽ không hát, xin lỗi Lam, cũng không hát theo kiểu da diết, mà nó hơi mê sảng chút xíu, để gửi tới các anh chị các bạn để mình hiểu hơn Hà Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Kể chuyện xong rồi giờ mình hát nữa. Vì thương cho nên có quà, thương Ness cho nên là và bạn Vũ Đặng Quốc Việt, anh chàng đánh piano ngồi đằng kia rất khiêm tốn, nói tới tên thì cười chúm chím và không nói gì. Việt có sáng tác hai bài, một bài sáng tác tuần trước và một bài mới sáng tác cách đây 2 ngày để tặng cho Ness với chủ đề người hát tình ca. Thì bài đầu tiên cho Lam xin được gửi là một bài chưa có được đặt tên, mà trong band thường hay gọi vui với nhau là con gió nhiều chuyện. Tại vì cái lời bài hát là đừng có kể gì cho con gió, bởi vì nó sẽ đi, nó kể khắp khu rừng. Cho nên là lỡ mình có ghét ai đó, đừng có hét vô trong cái hũ, vì gió sẽ mang nó đi, nói cho tất cả những người khác. Tạm gọi con gió nhiều chuyện. Xin mời.
đừng nói bí mật cho cơn gió em ơi, vì gió sẽ thổi khắp khu rừng. Đừng hứa yêu trọn đời vạn kiếp, vì ta sống chỉ một kiếp thôi. Hãy sống và sống với những yêu thương, buồn lo sẽ tan biến đi thôi. Đời thì ngắn, gặp nhau có bao lần, sống chậm một chút thôi, sống trọn vẹn ái ân, sống để mà có nhau, giữ nhau trong đời. Một điều giả dối, mà hãy khóc khi tim đã khô cằn. Đừng chết cho một điều vô nghĩa, mà hãy chết cho tình yêu thế nhân. Mà hãy sống mà có nhau, dìu nhau trong đời. Hãy sống và sống với những yêu thương, buồn lo sẽ tan biến đi thôi. Đời thì ngắn, gặp nhau có bao lần, sống chậm một chút thôi, sống trọn vẹn ái ân, sống để mà có nhau, dìu nhau trong đời. Sống chậm một chút thôi, sống trọn vẹn ái ân, sống để mà có nhau, dìu nhau trong đời. Xin cảm ơn các anh chị, các bạn, mọi người vừa mới nghe bài hát chưa có tên, tạm gọi Con Gió Nhiều Chuyện, Đừng Kể Gì Cho Gió. Món quà nữa là một bài hát dễ thương. Một cái anh chàng đi cua gái mà rất là thông minh, thay vì nói anh yêu em thì nói là dù có phong ba, dù có chuyện gì xảy ra, cứ tựa đầu vào vai anh, thế giới để anh lo. Còn anh, dạ bài hát này vừa mới viết xong cách đây 2 ngày, xong rồi đẩy một bài hát khác của chương trình ra để nhét bài này vô, dạ, tại việc đó, việc đòi, dạ, cho nên là xin phép, dạ xin phép cho Lam cầm lời, dạ tội lỗi dữ lắm nếu mà mình hỏi cái này, dạ. Còn anh.
Vũ Đằng Quốc Việt. Của Vũ Đằng Quốc Việt. Nãy giờ thì một ban nhạc chơi với mọi người mà Lam chưa có dịp để Lam giới thiệu, cho Lam xin được giới thiệu các nghệ sĩ trong DM Band. Nhạc sĩ Vũ Đằng Quốc Việt, violin Anh Du, contrabass bạn Nam, solo bạn Thư, guitar bạn Bảo, organ bạn Long và percussion bạn Tú. Sẽ có những cái lời hứa mà chúng ta sẽ rất dễ hứa, trọn đời bên nhau nhé. Khi nào có phong ba thì gần bên nhau nhé. Nhưng không phải lúc nào cũng, chúng ta cũng có thể làm được. Một bài hát về một sự tiếc nuối đó
cho Lam xin được gửi tới các anh chị các bạn. Mà ở đó thông điệp sẽ là: đừng giận nhau nhé, đừng giận nhau nhiều quá, để rồi biết đâu mai mốt chúng ta không kịp tha thứ cho nhau vì không còn cơ hội nữa. Cho nên là cái gì có thể làm được bây giờ, chăm sóc được bây giờ thì chăm sóc đi, thương yêu đi, để lỡ mà không còn kịp. Một mình Vũ Đặng Quốc Việt xin mời các anh chị các bạn cùng nghe. Các anh chị các bạn mình vừa mới nghe Một Mình, sáng tác của Vũ Đặng Quốc Việt, về một cái kỷ niệm rất là tiếc nuối của chính bản thân một thành viên trong band. Khi mà mình giận ai đó, mình chưa kịp nói lời tha thứ thì đã không kịp nói lời tha thứ nữa rồi. Thì cho nên là hãy vui lên, hãy yêu nhau đi, hãy thương nhau đi, lỡ có giận cũng đừng giận lâu quá,
tha thứ nhau sớm hơn. Cái gì làm được, làm liền. Để rồi sẽ có một lúc nào đó mình sẽ ngồi mình thơ thẩn. Sẽ có một lúc nào đó, ai cũng vậy, trong đời mình sẽ có một cái mùa, mình gọi là mùa thơ thẩn. Mình sẽ ước gì mà được quay trở về tuổi thơ, được nằm trong lòng má, được vân vê tóc má, được chạy ra rẫy với ba, được bánh lộn với bạn, sau đó lại rủ nhau đi chơi. Cho tôi mùa thơ thẩn xin được gửi tới các anh chị các bạn. Cho tôi mặc áo thun quần ngắn, chạy bộ lóng nhóng trong ngõ vắng trưa hè, cùng bạn chơi bắn bi 50, chơi vợ chồng, cùng bạn nấu ăn rồi đem ra buôn bán. Cho tôi trở về tuổi thơ tôi ngày ấy, để được thỏa thuê chơi mà chẳng lo việc gì, và ngày tháng trôi qua, trôi qua thật bình lặng, ôm má vào lòng và đi dây cùng ba. Rồi cuốn mãi theo dòng đời bất tận, để tôi nấc theo câu chuyện tình trong mơ. Một chút trẻ con trong lòng chợt nhóm lên, và tôi trở về ngày xưa. Cho bài hát Cho tôi mùa thơ thẩn. Trân trọng từng phút giây mà vui sống, không thì lại ngồi thơ thẩn cho tôi. Thì trân trọng bằng cách là dạ lúc nào cũng vui. Có một cái câu chuyện mà Việt kể cho Lam.
bài hát sáng tác của Việt. Có một hôm là ngồi ngồi hơi buồn, đôi khi ta buồn không hiểu vì sao ta buồn đó, không có gì cũng buồn, có việc nhiều cũng buồn, mà lỡ đang vui hết vui rồi thì cũng buồn. Đôi khi nỗi buồn nó đến như là một cái gì đó nó hiển nhiên. Nhìn thấy đứa nhỏ đang chơi một mình với một cái xe đồ chơi, rồi nó cười, nó chơi và nó cười nắc nẻ mình á. Dạ ban đầu nhìn thấy cũng sợ sợ, không biết có chuyện gì không, nhưng mà dạ không có. Thì lúc đó mới quay qua hỏi mẹ chứ: mẹ ơi, đời có nhiều thứ để vui không hả mẹ? Thì mẹ phán cho một câu xanh rờn: không con à, đời cơ bản là buồn, nhưng mà chỉ cần khi mình buồn, mình biết cười một chút thôi, mình nhìn vô những thứ hay ho và mình cười với nó một chút thôi, thì đời sẽ vui hơn rất nhiều. Thì mỗi thứ chỉ cần một chút thôi là đủ. Cho Lâm xin được gửi tới các anh chị các bạn một chút thôi của Đặng Quốc Việt. Này ba ơi, cho con hỏi, sao ba cười mà mắt ba nhuốm màu hoàng hôn? Vì ba mong con khỏe mạnh mau lớn khôn, để giúp ba chăm mẹ chăm em. Này má ơi, cho con hỏi, đời có vui, thằng tí chơi nó cười đùa một mình. À không con, cuộc đời lắm lúc buồn, nhưng dẫu sao con cười là đời vui. Một chút thôi, cười chút thôi là con đem an bình trải khắp nơi, thả bốn phương con ngoan à ơi. Một chút xíu thôi, nhìn khắp đó đây bằng con tim dịu vời, thì đớn đau chỉ còn một chút xíu thôi. Không đâu con, đời cơ bản là buồn, nhưng mà chỉ cần cười một chút xíu thôi là đời vui hơn rất nhiều. Này má ơi, cho con hỏi, đời có vui, thằng tí chơi nó cười đùa một mình. À không con, cuộc đời lắm lúc buồn, nhưng dẫu sao con cười là đời vui. Một chút thôi, cười chút thôi là con đem an bình trải khắp nơi, thả bốn phương con ngoan à ơi. Một chút xíu thôi, nhìn khắp đó đây bằng con tim dịu vời, thì đớn đau chỉ còn một chút xíu thôi. Một chút thôi, cười chút thôi là con đem an bình trải khắp nơi, thả bốn phương con ngoan à ơi. Một chút xíu thôi, nhìn khắp đó đây bằng con tim dịu vời, thì đớn đau chỉ còn một chút xíu thôi. Thì đớn đau chỉ còn một chút xíu thôi. Xin cảm ơn các anh chị các bạn, xin cảm ơn các bạn trong đêm ban rất nhiều. Cảm ơn Lam, thật là tuyệt vời. Quý vị có thể dành một tràng pháo tay nữa cho Tăng Gia Hải Lam.
Cho chị Thư hỏi Lâm một câu thôi trước khi Lâm bước khỏi cái sân khấu này. Dạ, chương trình phỏng vấn không? Dạ. Chương trình phỏng vấn bắt đầu. Tại làm sao mà có những cái ca khúc dành riêng cho Ness dễ thương như thế trong chương trình hôm nay? Câu này khó trả lời quá à. Chị có thể khó nói là... Hỏi. Dạ. Ví dụ như mà mình không thích ai đó, mình đâu có tặng quà đúng không? Mình thương mình mới tặng. Mà mình đã tặng thì mình phải tặng sao cho hết tình thương đó. Cho nên đó lý do tại sao có hai cái quà tặng dành cho Ness như thế. Chỉ cần nghe cái chủ đề người hát tình ca và nghe mọi người nói rằng tình yêu không chỉ dành cho đôi lứa mà là tình yêu tất cả mọi nơi, yêu cả những nỗi buồn và yêu cả những niềm vui, thì như thế là đời đẹp hơn rồi. Và Lâm hy vọng là hôm nay những cái câu chuyện tình đã được kể đó thì mình sẽ tiếp tục kể với nhau, sẽ còn lan truyền với nhau trong cái không gian rất là xinh xắn, dễ thương như thế này. Yeah. Cảm ơn món quà của Lan, cảm ơn em rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, nếu như mà Tăng Gia Hải Lam mong muốn được gọi là người hát chứ không phải là ca sĩ, thì Quỳnh Thư cũng có một mong muốn rất là nhỏ nhoi thôi, là sau chương trình hôm nay quý vị đừng gọi Quỳnh Thư là MC, bởi vì Thư cũng chỉ là người kết nối trong chương trình buổi tối hôm nay. Và tại làm sao Quỳnh Thư được hân hạnh giữ cái vai trò là người kết nối này? Bởi vì cùng với những người điều hành cấp cao của AA Việt Nam, cùng với Nespa AA, Quỳnh Thư và team của mình được vinh dự là người thể hiện thông điệp mà Nespa AA muốn gửi đến cho tất cả mọi người trong buổi tối hôm nay. Và một đề nghị nho nhỏ, xin hãy dành cho Quỳnh Thư, đạo diễn chương trình hôm nay, một tràng pháo tay. Dạ, có ăn gian lắm không ạ? Vâng, và thưa tất cả quý vị, nói về cái tên người hát tình ca thì không biết là quý vị có nghĩ đến một cái tên nào không ạ? Dạ, Quỳnh Thư có nghe một cái tên ở đây. Uyên Linh phải không ạ? Dạ vâng, ngay bây giờ một tràng pháo tay, Uyên Linh. Cô gái này, người hát này, ca sĩ này đã quá nổi tiếng rồi, cho nên không còn gì để mà giới thiệu về cô gái ấy nữa. Sân khấu này, không gian này là của em. Cảm ơn chị. Ok. Lời đầu tiên, Uyên Linh xin gửi chào tới tất cả quý vị, khách quý. Xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Linh rất là vinh hạnh khi mà được tới đây để hát cùng với các anh chị và các bạn. Và hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui và sẽ gần với nhau hơn bởi âm nhạc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Linh sẽ chọn một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Ca khúc mang tên Sống Như Những Đóa Hoa để gửi tới quý vị và các anh chị ở đây. Linh chọn ca khúc này mở màn là bởi vì Linh thấy rằng thông điệp của ca khúc này nó quá là hay đi. Nó dành cho những người trẻ tuổi đang rất là nhiệt huyết, đang lao động hết mình và đang ở trong những cái độ tuổi rất là rực rỡ. Sống như những đóa hoa, xin mời mọi người cùng nghe. Đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi nhẹ với sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền dâng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người được sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, là đầy ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao
dâng, được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương, không là hoa của những buồn đau, tôi là hoa của những nụ cười. Cuộc sống của tôi yêu biết bao, dù rằng tôi vẫn biết dần dần khó đang chờ, rằng điều tôi bước tiếp con đường là điều không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay sống có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây xin mời quý vị tới với một ca khúc quốc tế, ca khúc có tên là Mercy. Xin cảm ơn. Ok, Ben cho Linh 2 phút tâm sự loài chim biển chút xíu nè. Nãy hát bài vừa rồi đó. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Hát tới đó mà thấy xúc động. Tại vì sao? Chia sẻ với quý vị là hôm nay Linh có nhỏ em học năm nhất đại học. Nó ở với mình bao nhiêu lâu rồi. Hôm nay nó xách vali, nó ra khỏi nhà, nó đi thuê phòng trọ. Nhìn nó nhỏ xíu à, tại hai chị em thì cao như nhau. Nhìn nó nhỏ xíu à, xong rồi nó lầm lũi, nó xách cái vali. Nào là nồi niêu xoong chảo, rồi nó xách theo cái gối ôm của nó, mà không kiềm được xúc động. Hy vọng rằng là hôm nay dẫu có gian nan thì cái cô sinh viên nhỏ bé ngày mai sẽ trưởng thành và sẽ làm một cái điều gì đó thật đẹp cho cuộc sống. Xúc động quá. Phải thay đổi không khí thôi. Tự nhiên mới bài đầu tiên đã khóc rồi. No crying. Come on. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Clap your hands please. But I gotta stay true. My mother's got me on my knees. I'm begging, please stop playing in the games. I don't know what to sing, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you're doing well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. Hey, why won't you release me? You got me begging you for mercy. Uh-huh. Why won't you release me? I said you better release me. Yeah. Now you think that I
there'll be something on the side. But you got to understand that I need the man who can take my hand. Yes, I do. I don't know what this is, but you got me a good, just like a new you. I don't know what you do, but you do it well. I've under your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said you better release me. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ Linh và guitar sẽ cùng gửi tới một quý vị một ca khúc. Mặc dù không có mới, nhưng mà Linh nghĩ đôi khi trong cuộc sống có những điều nó cũ, nhưng mà nó vẫn luôn ở đó, nó vẫn nằm trong tâm trí của mình. Linh không có nói bài hát này nằm trong tâm trí quý vị, mà ý là đối với Linh bài hát này, mặc dù không phải là một điều mới mẻ, nhưng nó luôn có một cái ý nghĩa riêng đối với Linh. Thì hôm nay Linh xin gửi tới quý vị ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Kim Ngọc, ca khúc Chỉ Là Giấc Mơ. Xin mời quý vị cùng nghe. Cho phép Linh ngồi xuống được không ạ? Cao quá, 1m85, đứng cũng như ngồi. Mà ngồi cũng như đứng, lộn. Sang thu tới mà anh chưa đến, không trời trong này một nỗi nhớ, vòng tay ấm áp nụ hôn đậm sâu, mắt cười sao xa, làn tóc xóa, dòng sông đầy nắng bờ đê đầy gió, anh gần mơ hồ như vai em anh, giọng cười thật vang thì thầm anh nói tựa sương khuya, vì anh chưa đến ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười anh xa bờ môi bên sâu, đợi em ở đâu, ở đâu.
gần mơ hồ như khói thuốc, bờ vai êm ái giọng cười thật bé thì thầm anh nói tựa sương khuya. Vì anh chưa đến ở đây mình em, tình yêu chỉ mới là giấc mơ. Nụ cười anh sáng bao môi biển sâu, anh chưa đến ở tay mình em, tình yêu chỉ mới là giấc mơ. Nụ cười anh sáng bao môi bên sâu, đợi em ở đâu. Ngồi đàn tướng chảnh quá, giống anh Dũng Đà Lạt quá. Thank you. Sau đây Linh xin gửi tới quý vị một ca khúc chủ đề của đêm nay, ca khúc Người Hát Tình Ca. Và một lần nữa trước khi Linh hát bài này, Linh xin cảm ơn người biên tập đã ưu ái cho giọng hát của Linh, cho âm nhạc của Linh, mà lấy cái bài này làm tựa đề của đêm nhạc. Đó là ca khúc Người Hát Tình Ca. Xin mời mọi người cùng nghe. Lơ thơ, những cánh hoa lơ thơ, gió thu về bỡ ngỡ. Ngoài trời thay áo mới dịu mát hơn, tôi mơ có lẽ tôi đang mơ giấc mơ nào. Rồi em bước qua một hương thơm mát trong, qua sông thưa thấy em mơ màng lắng nghe câu tình ca. Và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ, muốn em hãy tới gần. Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng, cuốn theo hương tự nhiên để tôi đón em vào bài hát tôi. Bài ca đó là tôi, sáng nay mùa thu ghé qua. Và tôi biết mình say, say trong bờ môi xuân người đang hát tình ca. Bỗng nhiên ngừng trong phút giây, vì em đứng ngoài đó lặng im và thoáng mỉm cười. Bài ca đó là em, thấy trong lòng ra giết hơn. Tôi muốn đốt lời ca khi tâm hồn đang cháy lên. Em hãy đến gần hơn để em còn trông thấy tôi. Người đang say vì em, câu tình ca còn mãi của riêng em, của riêng em. Những cánh hoa lơ thơ gió thu về bỡ ngỡ. Ngoài trời thay áo mới dịu mát hơn, tôi mơ có lẽ tôi đang mơ giấc mơ nào. Rồi em bước qua
một hương thơm mát trong. Qua sông thưa thấy em mơ màng lắng nghe câu tình ca, và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ muốn em hãy tới gần. Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng cuốn theo hương tự nhiên để tôi đón em vào bài hát tôi, bài ca đó là tôi. Sáng nay mùa thu ghé qua và tôi biết mình say, say trong bờ môi rất ướt. Người đang hát tình ca bỗng nhiên ngừng trong phút giây, vì em đứng ngoài đó lặng im và thoáng mỉm cười. Bài ca đó là tôi, sáng nay mùa thu ghé qua và tôi biết mình say, say trong bờ môi rất ướt. Bài ca đó là em, thấy trong lòng ra giết hơn. Tôi muốn đốt lời ca khi tâm hồn đang cháy lên. Em hãy đến gần hơn để em còn trông thấy tôi, người đang say vì em. Mọi người, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn Linh và người hát tình ca. Với một cô gái thông minh và đầy bản lĩnh như Linh, có lẽ là câu hỏi của chị là cảm xúc của em lúc này như thế nào. Thật là một câu hỏi quá đổi bình thường. Dạ. Cho nên là dễ trả lời lắm. Dạ, nóng quá. Có một cái điều mà chị muốn Linh chia sẻ cùng chị và tất cả mọi người, đó là như em cũng có nói, có những bài hát cũ, có những điều cũ, nhưng với lòng chúng ta, với mỗi người đều có một cái giá trị mới mẻ riêng. Cho nên là những cái bài hát mà có thể là Linh đã hát trong rất nhiều chương trình rồi, nhưng ngày hôm nay trong không gian này, chị tin là những cảm xúc mới. Những cảm xúc đó là gì? Mỗi lần Linh tới một cái sân khấu thì ở nơi đó đều khác nhau. Chỉ có một điểm giống, đó là mặc dù Linh đi hát cũng khá lâu rồi, nhưng mà trước khi lên sân khấu, Linh thỉnh thoảng Linh có hay run. Nhưng mà mỗi sân khấu nó đều khác nhau chị ạ, bởi vì mình cảm nhận được mình gọi là năng lượng từ ở dưới khán giả gửi lên cho mình. Ở đâu Linh cũng sẽ cố gắng hát thật là tốt cái phần của mình, và tất nhiên Linh sẽ rất hạnh phúc khi mà được quý vị vỗ tay thật là nhiều giống như từ nãy đến giờ. Linh rất cảm ơn. Và chị đã thấy những giọt nước mắt của Linh, những nụ cười rất tươi của em, và cũng như những lời chia sẻ từ đáy lòng mình, Linh dành cho tất cả mọi người, cùng với những cái ca khúc, những cái giai điệu đẹp đẽ đã làm cho cái không gian này sống động hơn. Và em đã thật sự nổi bật trong đêm hôm nay, vì tất cả quanh đây đều màu đen, chỉ có em là màu khác. Cái đó gọi là hên. Hồi nãy đi xém nữa Linh cũng chọn màu đen, nhưng mà đúng là hên. Cái này gọi là tổ đại. Và cảm ơn em đã đến cùng với Ness PA trong không gian này để cùng Ness hát về những khúc tình. Và khúc tình tiếp theo là gì? Và một bài hát nữa, một bài hát cuối cùng mà Linh hay nói đùa với quý vị khán giả của Linh ở khắp mọi nơi, khắp mọi sân khấu, đó là bài này đã Linh hát 8 tỷ lần rồi, mà tới 80 tuổi chắc Linh vẫn còn hát. Nhưng mà không biết tại sao, cho tới cuối cùng Linh vẫn thấy rằng đây là một ca khúc vô cùng phù hợp trong những cái buổi gặp gỡ, những cái buổi mình trao cho nhau cảm xúc, mình trao cho nhau những cái tình cảm, những cái nụ cười. Đó là ca khúc Cảm ơn tình yêu. Uyên Linh, Cảm ơn tình yêu. Cảm ơn chị. Ừ.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, ngàn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc chờ xa, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Dành cho chúng ta một đêm nhớ. Và tôi như đang bay, giấc mơ sao giữa em, tay trong tay những yêu thương nồng say khi bên nhau. Sao giữa phút giây này niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao quá nhanh, ngàn lòng không nói nên lời. Đã nhận lời đến với NAS trong đêm hôm nay. Bình cảm ơn em. Thank you. Một tràng pháo tay nữa. Uyên Linh. Vâng, thưa tất cả quý vị, cảm ơn tình yêu. Ca khúc đã như một lời cuối cùng mà NAS YA muốn gửi đến tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Tất cả quý vị ở đây chính là tình yêu của NAS. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đến với NAS YA trong đêm hôm nay. Và chúng tôi chỉ tạm khép lại chương trình ở đây thôi ạ. Bởi vì chúng tôi rất mong là những giai điệu ngọt ngào của NAS trong chương trình hôm nay sẽ theo bước tất cả quý vị về nhà và ôm ấp vào trong giấc ngủ, để sáng mai khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, một ngày làm việc mới, chúng ta sẽ cùng tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm tin yêu và khát khao dành cho cuộc sống. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và rất mong tất cả quý vị sẽ là tình yêu, sẽ là người đồng hành cùng với NAS để chúng ta cùng gặp lại nhau trong sinh nhật 3 năm của NAS BA.
Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Vâng ạ, không gian này vẫn là một không gian kết nối dành cho tất cả chúng ta. Nếu như quý vị vẫn còn ngồi lại đây, không muốn đứng lên, thì ban nhạc ngay bây giờ sẽ là những khúc hòa tấu dành cho tất cả chúng ta. Và quý vị, không gian này dành cho những cuộc chia sẻ, những trò chuyện của tất cả quý vị. Xin được chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều yêu thương trong cuộc sống.